đấy đeo rồi đi từ từ đi từ đi là đó nó đau rồi đó hả rồi đi tiếp đi em. Đi chút như là tê rồi đó. Ok. Rồi, em đi. Rồi, tốt quá. Rồi cứ đứng như chờ thì là gọi cái điện thoại để gọi được rồi. Rồi không quan vì em nâng da thì phải ngã người thiệt nhiều, tại vì này nó bị tổn thương cột sống lưng, cho nên ngã người thì nhiều là em giật mạnh chứ không có nhẹ đó nữa đó. Tại vì khi mình làm vậy là mình đã điều chỉnh cái cột sống lưng luôn rồi, hiểu không? Đó mạnh đúng rồi, mạnh luôn. Rồi nữa là căng, nó căng nè. Rồi đi đi cưng, đó vô rồi. Rồi lấy sách ra đi, rồi sao nha, sao cái rách mà đã quay qua đây làm đi cưng. Nằm yên tư thế cho nó ngon là ngoài nha. Rồi, thả lỏng ra, thả lỏng ra. Rồi, đổ vào kia. Xích ra chút. Đó, vậy đó, mình vẽ cho dễ. Rồi, thả lỏng ra. Đó, chút rồi, nằm thẳng ra. Nằm thẳng ra. Rồi, đưa chân này lên. Em là trước đi. Rồi dựng dùm cái da coi chứ không? Coi chứ không? Đó, coi cái da. Đó, dựng. Dựng nó không? Dạ, dựng nó không? Rồi, dựng kia. Kỹ ngơi chút. Rồi, nằm sắp đây cho đây. Ngồi dậy. Bây giờ thấy khác rồi không? Nằm sắp xuống, xuôi tay xuống. Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.